về đây một tấm lòng. Vườn ai thấp thoáng hoa đua nở, hoa đào nở, hoa hồng nở, hoa mai nở. Chị vẫn môi son, vẫn má hồng. Rồi mày bắt không có mai, chỉ có đào. Tiếp đâu được là vườn ai thắp hoa, hoa đua nở. Hoa đua nở, nhiều cái hoa đua nhau mà nở. Vườn ai, Ngọc Châu Sạc đã chọn cái từ số 1. Vườn ai thắp hoa, hoa đua nở. Chị vẫn môi son, vẫn má hồng. Tại vì đây là cái vườn nên Châu nghĩ rằng nhiều hoa trong vườn, như vậy là nó sẽ là đua chứ không phải là đào. Tại vì đã hoa đào cũng là nguyên một vườn chỉ có hoa đào không mà thôi. Rồi chưa, rồi chưa, rồi chưa. Lẹ lên nha. Số 3 như vậy là đào, hoa đào hết nha. Số 3 hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem ông Nguyễn Bính ông chọn là hoa đào hay là đua. Rồi có một chị hoa hồng. Hoa hồng nữa. Cái đâu được, cái đâu được. Hoa hồng nữa. Rồi có một người hoa hồng nha. Rồi bây giờ Ngọc Châu sẽ mở câu trả lời. Hoa đào nở. Yeah. Vô ba là câu trả lời chính xác. Rồi bây giờ chúng ta qua bốn câu thơ của Lưu Trọng Lương trong bài Áo. Gió thổi hôm nay lá rụng nhiều, cậy em đang hộ tấm tình yêu, để về mang ủ lòng an lành cho khoảng đêm trường đỡ quạnh hiu. Gió thổi sáng nay lá rụng nhiều, gió thổi hôm qua lá rụng nhiều, gió thổi đêm qua lá rụng nhiều. Cậy em đang hộ tấm tình yêu, để về mang ủ lòng anh lạnh cho khoảng đêm trường đỡ quạnh hiu. Cô Hồng Xuyên chọn câu nào? Chọn lại đi nhé, hai chị chọn lại. Chọn hôm qua là người đó. Châu là Châu, Châu sẽ chọn đêm qua. Gió thổi đêm qua, đêm qua gió lạnh nhẹ lá rụng nhiều. Đêm qua, hôm nay, sáng nay, biết đâu được. Gió thổi sáng nay lá rụng nhiều. Cũng có thể, đâu phải là chỉ gió chỉ có ban đêm. Gió cũng có thể ban ngày vậy. Gió thổi sáng nay lá rụng nhiều. Gió thổi sáng nay lá rụng nhiều. Rồi chưa, rồi chưa. Rồi bây giờ Ngọc Châu xin phép mở nha. Xin phép mở nha. Rồi không đổi chứ. Có sáng nay có bột lắm. Rồi rồi bây giờ mở. Mở nha, mở nha. Hôm nay số 1. Không có hết. Kỳ này là cá lấy hết. Cá ăn rồi, cá lấy rồi. Cá ăn hết rồi. Kỳ này là cá. Cá ăn hết rồi. Kỳ này là cá. Rồi đêm nay cũng là hôm nay vậy. Dạ nhưng
Rồi bây giờ chúng ta đi qua bốn câu thơ của Linh Hồng nhé. Tôi thả chim xanh lừa trước nhà, tôn sao lòng người khách tuyệt qua. Em đi mặc ngó thơ mùa hạ, má phấn hồng im bóng thượng qua. Thơ của Đinh Hùng, mở Đinh Hùng. Tôi thả chim xanh lừa trước nhà, tôn sao lòng đợi khách tình qua. Điểm trang lòng đợi khách tình qua, rộn ràng lòng đợi khách tình qua, sửa sang lòng đợi khách tình qua. Em đi mặc có thơ mùa hạ, má phấn hồng in bóng phượng qua. Như vậy theo quý vị, Linh Hùng ông sẽ chọn từ nào trong bốn từ ở dưới đây? Nếu quý khách nào mà đang mới đến thì ban tổ chức xin gửi 5 vé để quý vị đặt chơi cho vui. Và xin một lần đặt một vé thì đừng có đặt nhiều, đặt một vé. Oh, my God.
mọi người và cùng tâm thơ với mọi người chị nha. Chị chào mọi người của cô. Cũng phải là biết, không biết nhân tâm. Ờ dạ, rồi. Như vậy là qua giọng ngâm của chị Thúy Hằng thì khách đặt số 1, khách đặt số 1. Cô một cái nữa thôi nha, một cái nữa rồi, một cái nữa thôi rồi mình đi quanh.
của nhà thơ bạn nào đầy mùi là bạn trả lời. Dạ, số 1 kỳ này là cái thật liền, cái chung